Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Nông Cư Anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy tỉa cành Nhật bãi. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976 12370. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại đó nha các bác nhé. Thì cái lô này sẽ gồm có là cái lô TH này. Đấy, sẽ gồm có 12 cây cho bác lựa chọn này. Đấy, có cả tỉa cành một lưỡi này, tỉa cành hai lưỡi cho bác chơi cấy cảnh này. Một lưỡi các bác tỉa bờ rào, hái chè các kiểu, đốn chè các kiểu nhé. Đó. Rồi, thì em giới thiệu qua này, sẽ có Makita này, Mazu này, Kawasaki, Shiroa, Echo, Mazu, Shiroa, Mitsubishi này, Shingu này và Makita. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 12370. Bác nào muốn test thì cứ thể liên hệ qua số điện thoại đó qua Zalo các bác nhé. Đó, bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì em xin phép giới thiệu luôn cái lô máy tỉa cành ngày hôm nay. Đầu tiên con TH1 này, con đến từ thương hiệu Makita. Hai con số 1 và số 2 đến với thương hiệu Makita. Hai con này đều là 22cc, nòng 32 ly cho bác này. Đó. Hai con này đều là tỉa cành một lưỡi. Đó, tỉa cành một lưỡi, lưỡi dài là hai con này lưỡi dài 50 các bác nhé. Lưỡi dài 50. Đó. Thì con số 1 đây thì em sẽ quay về hình thức của nó này. Thì con này thì lưỡi của nó này, đây. Đấy. Tỉa cành một lưỡi này. Con này thì giá của nó này, tay gà bóp này, giá là 1.3 triệu thôi, con TH1. Ok, tiếp theo. TH2. TH2 này thì về hình thức nó đẹp hơn con TH1 nhá. Thì thông số đều là 23cc, nòng 32 ly lưỡi 50. Đây. Tất cả ốc áng của nó rất là đẹp nhá. Con này thì lưỡi của nó quá là dày đẹp luôn. Con này thì bán anh em giá là 1.400.000 bao ship, con số 2. Rất là đẹp. Ok, tiếp theo. Số 3 là con đến từ thương hiệu Shingu. Con này thì rất là mạnh cho anh em nhé. Con này rất là mạnh luôn. Con này thì 23cc luôn, nòng 32 ly, 23cc tích hợp vào cái động cơ của máy tỉa cành, rất là mạnh, cực kỳ vip luôn. Đặc biệt nữa này, lưỡi con này dài tới 80 luôn cho bác nhé. Lưỡi được 80cm ạ, cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, tỉa cành này, lưỡi của nó rất là dày. Những cái thép của Nhật này thì nó rất là bền luôn, càng cắt càng sắc, không như mấy cái thép của Trung Quốc nhé. Cắt thì rất là nhanh cùn và rất là nhanh hư. Đấy, con này thì chụp giật trợ lực luôn. Đấy, con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship nhá. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại đó. Đấy, em sẽ test máy cho bác này. Shingu. Rồi, con TH4. Con TH4 là con đến từ thương hiệu Mitsubishi. Con này Mitsubishi. Đó. Con này thì lưỡi của nó này, lưỡi của nó là được 90 này, cực kỳ vip luôn. Con này con TL20. Đấy, động cơ Mitsubishi các bác biết rồi. Động cơ cắt cỏ là số 1 luôn. Về cái độ tiết kiệm nhiên liệu và cái độ bền bỉ luôn. Đấy. Con TH4 này giá chỉ được 1.600.000 nhá. Con này 20cc, nòng 30 ly Mitsubishi này. Cực kỳ vip luôn. Đặc cấp. Ok. Tiếp theo, con số 5. Con số 5 con đến từ thương hiệu Shiroa. Con này máy rất là đẹp nhá. Con này máy đẹp đến 85-90% luôn. Nói về dòng Shiroa này thì nó chạy thì các bác biết rồi, nó chạy rất là khỏe và bền, cực kỳ vip luôn. Anh em trong vùng Bình Thuận, Ninh Thuận các kiểu, Bình Thuận nhé, chỉ Shiroa và Shiroa thôi. Đó. Con này thì lưỡi của nó này, lưỡi của nó là dài được 70 các bác nhé, 80, lưỡi con này 80 này, lưỡi rất là đẹp này các bác nhé, lưỡi cực kỳ đẹp như mới luôn, lưỡi rất là đẹp luôn. Con này các bác đi đốn chè quá tuyệt vời luôn nhé. Đi tỉa rào đốn chè quá tuyệt vời luôn. Con này là 22cc, nòng 32 ly. Con này thì bán anh em giá là 1.700.000 bao ship nhé. 1.700.000, COA này. Cực kỳ ngon luôn. Quá đẹp. Tiếp theo. Con số 6 này. Con số 6 còn đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này thì máy đẹp đến 95% luôn. Máy thiếu cái thùng nhé các bác nhé. Đây. Con này này. Lưỡi con này là lên tới 90 này các bác này. Rất là đẹp, rất là sáng này. Con này máy Mazu nhá. Mazu. Cực kỳ đẹp luôn, con này 23cc. Nòng của nó nòng 32 ly các bác nhá. Nòng 32 ly ạ. Boe này, trắng bốc này, Mitsubishi Ochai. Con này thì bán anh em giá là đi 1.800.000 bao ship thôi. TH6 máy quá đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẳng cấp. Con này chạy thì dòng Mazu này thì chạy bóp bóp hết rồi. Chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá, và rất là bền luôn.
Rồi ok, tiếp theo. Số 7. Số 7 có đến từ thương hiệu Echo Qzit này. Con này lưỡi của nó lưỡi lên tới 90 các bác nhá. Quá đẹp luôn. Dòng Qzit này chạy nó rất là vòng tua cực kỳ cao cho bác nhá. Cắt rất là phê luôn. Các bác nào dùng máy cưa Echo rồi hay là dùng máy cắt cỏ Echo rồi các bác biết rồi. Nó chạy cực kỳ ngon luôn. Con này thì mã của nó HT220 này, 22cc, lòng 32 ly. Con này giá là 1.700.000 bao ship con TH7 này, lưỡi của nó nhá. Rất là đẹp luôn. Không có cái răng nào bị gãy hay là bị mòn. Đó. Chỉ là để ngoài bãi nó bị han gì một tí xíu thôi. Ok. Tiếp theo con số 8 này. Số 8 có đến từ thương hiệu cũng là Shiroa. Thì nó giống con số 6 thôi, à số 5. Đấy, thì nó 22cc, lòng 32 ly. Lưỡi con này dài hơn con kia nhá. Phải lưỡi được tầm 70. Đó. Rất đáng ngon. Con này thì bán anh em giá 1.600.000 này. Máy Shiroa này chạy thì rất là bền luôn các bác nhá. Cực kỳ vip luôn. Ok, tiếp theo. Con số 9 này. Số 9 này có đến từ thương hiệu Kawasaki TG18. Con này là đi 18cc, lòng 30 ly. Con này thì lưỡi của nó này, con này là dòng hai lưỡi nhá. Rất thích hợp cho bác nào cắt cây cảnh hay là bonsai, các bác cắt tròn, cắt vuông, cắt ngang, cắt dọc rất là dễ luôn, rất là tiện lợi. Con này lưỡi rất là đẹp các bác nhìn này. Đây lưỡi này em mới vệ sinh qua nhá, em không có thời gian để làm nó sạch sẽ hơn. Đấy, con này lưỡi của nó lên tới lưỡi 70 các bác nhá, rất là đẹp. Lưỡi rất là dày luôn này. Các bác nhìn này. Kawasaki TG18. Con này thì bán anh em giá là 1.600.000 bao ship nhá. 1.600.000 bao ship. Rồi ok, tiếp theo. Con số 10 có đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này Mazuyama nhá. Con này là đi 23cc, lòng 32 ly. Con này thì chạy các bác thì rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Để nói về Mazu thì nó vẫn là số 1 để độ tiết kiệm nhiên liệu của nó nhá. Đó, tem mác còn rất là đẹp luôn, máy móc đẹp này. Đấy. Con này là con hai lưỡi này, con lưỡi con này 60 nhá, lưỡi còn rất là dày các bác này, không cái răng nào bị mẻ hay là sức nhá. Tem mác rất là đẹp. Máy móc nhẹ nhàng, con này rơi tầm 4,5 cân thôi. Rất là tiện lợi khi bác mua con máy về cắt tỉa cành các kiểu, các bác không cần phải dùng kéo kia, rất là vất vả luôn ạ. Con này thì bán anh em giá là 1.700.000 con TH10 nhé. Ok, tiếp theo. Hai con cuối cùng ngày hôm nay, con TH11 và con TH12 là hai con đến từ thương hiệu Makita. Con này là 23cc, lòng 32 ly. Đấy, thì nó về hình thức thì nó giống nhau hết toàn bộ nhé. Đều là tỉa cành hai lưỡi, lưỡi đẹp này. Lưỡi 60. Đó. Hai con Makita, con số 11. Đây. Máy móc rất là đẹp, thương hiệu này thì các bác không phải nghĩ rồi. Thương hiệu rất là lớn nhá. Đây. Máy móc liền lạc nhá, không bị bể vỡ cái gì cả. Còn TH11 thì giá là 1.600.000 bao ship. Tiếp theo TH12. TH12 cũng là 1.600.000 bao ship các bác nhá. Đây. Máy móc liền lạc này, đẹp này. Đó. Lưỡi liếc này. Đó. Ok, con TH12 cũng là 1.600.000. Rồi, thì các bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 12 330. Em sẽ test nổ cho bác, hay là các bác đấy, các bác quan tâm sản phẩm thì em có thể tư vấn thêm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.